Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,42%, hiện tại còn đang đứng ở mức 2.271,2 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng giảm nhẹ, đứng ở mức 104,76 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 66.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,381% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 85,35 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trước khi quay đầu giảm, giá vàng trên thị trường thế giới đã có một phiên tăng rất mạnh, bất chấp sức mạnh của đồng bạc xanh cũng như lãi suất cao tại Mỹ, đã phá vỡ những mối tương quan truyền thống trước đó. Bởi vì trước đây như quý vị và các bạn cũng đã biết, thị trường kim loại quý và đồng bạc xanh cũng như trái phiếu kho bạc Mỹ thường có mối quan hệ nghịch đảo với nhau. Khi mà đồng đô la Mỹ mạnh lên thì vàng sẽ yếu đi. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia cho rằng, Mỹ và châu Âu dường như đang mất dần quyền kiểm soát với kim loại quý này, bởi vì những người mua vàng lớn nhất không còn là Mỹ hay là châu Âu, mà bây giờ là Trung Quốc, cả về nhu cầu của ngân hàng trung ương lẫn nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các nhà phân tích cho biết, giá vàng đang tăng do các nhà giao dịch dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu hay gọi là ECB, Ngân hàng Trung ương Anh hay gọi là BOE và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới đây do lạm phát đang hạ nhiệt. Theo nhà phân tích Mather Warer của CTNX nhận định, khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản cố định như trái phiếu, vốn mang lại lợi nhuận yếu hơn trong môi trường lãi suất thấp hơn. Trong khi đó, theo nhà phân tích Jane Foray của Rabobank cho rằng, sự hấp dẫn của vàng như một kênh trụ an toàn đã gia tăng trở lại do các yếu tố địa chính trị, trong đó có cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thủ tướng tiếp tục yêu cầu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng phục hồi nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng không để xảy ra những biến động bất lợi, đồng thời thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 diễn ra trong ngày hôm nay mùng 3 tháng 4. Mọi diễn biến cũng như là thay đổi tiếp theo về sửa đổi nghị định 24 cũng như xóa bỏ độc quyền vàng miếng FTC sẽ được kênh cập nhật ở những bản tin tới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC nhìn chung thì quay đầu hạ nhiệt so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng quay đầu giảm nhẹ so với phiên buổi chiều ngày hôm nay. Như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 79,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 81,12 triệu đồng trên một lượng. Niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 79,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,10 triệu đồng trên một lượng. Điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Còn nếu so với giá mở cửa phiên giao dịch hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC tại đây đã giảm mạnh tới 500.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 78,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,90 triệu đồng trên một lượng. Đối với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 78,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đến thời điểm chiều tối nay cũng giảm nhẹ một chút và hiện tại đang còn tăng trong khoảng từ 600.000 đồng trên lượng mua vào, 650.000 đồng trên một lượng bán ra. Đang niêm yết giá vàng nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào ở mức 70,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 71,55 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào mức 70,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 71,65 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào mức 70,43 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 71,63 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại còn tăng 350.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 24.020 đồng trên đô la Mỹ, tăng 15 đồng trên một đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ can hàng thương mại
Đóng cửa phiên này bằng một phiên tăng mạnh, tăng 80 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Mua vào mức 24.760 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.130 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.440 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.540 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.910.000, bán ra 8.110.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.890.000, bán ra 8.090.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.890.000, bán ra 8.100.000, tăng 30.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.900.000, bán ra 8.095.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. My Hồng SCC mua vào 7.950.000, bán ra 8.060.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.930.000, bán ra 8.100.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.890.000, bán ra 8.100.000, tăng 30.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Từ đêm nay giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Tuy nhiên sau thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì đã giảm mạnh tới 500.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn duy trì ở mức cao, dao động ở mức 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000. STC Huế mua vào 7.907.000, bán ra 8.112.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.910.000, bán ra 8.110.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.910.000, bán ra 8.112.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.908.000, bán ra 8.112.000. Cuối cùng là giá nhận đủ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại duy trì xuống tăng, tuy nhiên đã có một chút hạ nhiệt so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại còn tăng trong khoảng 271 cho đến 700.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 27.100 đến 70.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhân đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.035.000, bán ra 7.155.000. Đồ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 7.035.000, bán ra 7.165.000. Tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 65.000 ở chiều bán. Vàng 4 số 9 mua vào 7.025.000, bán ra 7.105.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 65.000 ở chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 6.884.700.000, bán ra 7.034.700.000. Vàng 18K mua vào 5.144.300.000, bán ra 5.344.300.000. Vàng 14K mua vào 3.957.600.000, bán ra 4.157.600.000. Vàng 10K mua vào 2.778.100.000, bán ra 2.978.100.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.